Từ 15 tháng 9 năm 2023, người dân tham gia giao thông được hưởng quyền lợi chưa từng có, không lo cảnh sát giao thông phạt. Theo thông tư số 32/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, khi người dân tham gia giao thông, có thể sử dụng ứng dụng VNEID thay thế giấy tờ xe khi cảnh sát giao thông kiểm tra. Tại điểm A khoản 2 điều 12 thông tư 32/2023/TT-BCA có nội dung quy định về các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện giao thông. Theo đó, khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Như vậy, theo quy định mới thì người dân có thể xuất trình giấy tờ tích hợp VNEID thay giấy tờ giấy. Các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Có thể hiểu, để tránh phiền hà cho người dân khi đi ra đường phải mang theo rất nhiều giấy tờ phòng thân, dễ mất mát và bị kẻ gian lấy mất thì kể từ ngày 15 tháng 9 khi ra đường người dân chỉ cần phải mang theo điện thoại thông minh có tải phần mềm VNEID và kích hoạt mức 2. Trong đó, người dân có thể tích hợp toàn bộ giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm xe, căn cước công dân gắn chip. Như vậy, toàn bộ những giấy tờ quan trọng đã đủ, dù có bất ngờ bị cảnh sát giao thông dừng lại để kiểm tra bạn cũng không lo bị phạt vì quên không mang theo giấy tờ như trước nữa. Người dân không được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông. Thông tư 32/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đã bãi bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát. Người dân không được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông với bất kỳ hình thức nào. Mặc dù không được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông, nhưng người dân vẫn có quyền giám sát cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính thông qua nhiều hình thức. Cụ thể, thông qua các thông tin công khai của Công an Nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật. Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ. Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Trước đó, theo thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, người dân không được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông khi bị dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người dân có thể kiểm tra chuyên đề thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trụ sở tiếp công dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!